Bí mật trận đánh lớn cách dinh độc lập 7km. Mr.PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đứng trước thời điểm lịch sử. Các cánh quân của ta ở thế trẻ tre tiến thẳng về Sài Gòn. Để dọn đường cho đại quân đánh chiếm cơ quan đầu não của địch, ở cửa ngõ phía đông, Bộ Chỉ huy Chiến dịch xác định cây cầu đặc biệt quan trọng cần phải chiếm giữ là cầu rạch trước, cửa ngõ vào Sài Gòn chỉ dài hơn 100 mét nhưng có vị trí trọng yếu nên tại đây địch bố trí lực lượng dày đặc, sẵn sàng tử thủ hoặc đánh sập để ngăn bước tiến đại quân. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, trong 3 ngày đêm, hơn 200 chiến sĩ đặc công, biệt động đã chiến đấu ngoan cường làm chủ cây cầu để lữ đoàn xe tăng 203 hùng dũng tiến vào xào huyệt cuối cùng, cắm lá cờ chiến thắng lên nóc dinh độc lập. Kế hoạch tử thủ của địch Trong kế hoạch phòng thủ Sài Gòn của địch, cầu dạch trước trên xa lộ Sài Gòn Biên Hòa, Cách dinh độc lập 7 km là một trong bốn cụm được xây dựng khẩn trương nhưng kiên cố, hỏa lực mạnh. Từ cuối tháng 3 tháng 1975, ngoài hệ thống gần chục lô cốt bao quanh cầu, 400 lính bảo an trang bị đại liên M-16, M-79, cuối 61 ly, súng chống tăng, phóng liệu, địch cho xây dựng hàng loạt công sự giá chiến bằng thùng phi, bao cát ở hai đầu cầu. Dưới gầm, chúng làm sàn gỗ cho lính cơ động đi lại bao quát toàn bộ mặt sông và sẵn sàng chiến đấu. Dưới mố cầu, địch đã cho cài sẵn hai quả bom tả, nếu không giữ được sẵn sàng phá hủy để cản bước tiến đối phương. Phía Tây, cách một cây số là căn cứ giang thuyền 306 với nhiều cano chiến đấu tuần tiễu ngày đêm trên sông. Pháo tầm xa từ căn cứ sóng thần, khu liên trường, nhơn trạch luôn sẵn sàng nhà đạn. Máy bay quần đảo sát mặt sông, thả pháo sáng rực vào ban đêm. Đồng bưng sáu xã lân cận địch lập đồn bốt dày đặc ban ngày càn quét, ban đêm oanh kích. Tất cả các con lộ lớn nhỏ đều bị kiểm soát gắt gao. Kể từ khi xây dựng cùng với xa lộ Sài Gòn Biên Hòa vào năm 1967, chưa bao giờ cầu dạch chức lại được quân địch coi trọng và phòng thủ chặt chẽ như vậy. Chúng âm mưu muốn biến vàm dạch chức thành chiến hào thép, đồng thời là điểm cuối nếu quân ngụy thất trận tháo chạy về Sài Gòn phải co cụm lại để tử thủ, chờ lực lượng ra phản kích. Những ngày cuối tháng 4, khi năm hướng tiến công về Sài Gòn đã vào điểm xuất phát, một phương án mới hình thành trên cơ sở nghiên cứu những khó khăn xuất hiện. Đó là địa hình Sài Gòn nằm trên vùng sông nước, có nhiều cây cầu trọng yếu như Đồng Nai, Dạch Chiếc, Sài Gòn, Bình Triệu, Bình Điền. Nhiệm vụ đặt ra là phải đánh và chiếm giữ những cây cầu này. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định giao trọng trách cho lực lượng đặc công, biệt động có thời gian nằm vùng chiến đấu ở các khu vực ven đô nên thông thuộc địa hình. Cầu rạch chiếc nằm trên mũi tiến công chính với mục tiêu chiến lược là đánh chiếm dinh độc lập, càng phải được chiếm giữ và bảo vệ an toàn sớm. Nhiệm vụ đánh cầu rạch chiếc được giao cho tiểu đoàn 81, Z-22 và Z-23 thuộc lữ đoàn đặc công 316, lúc này đang ém quân ở khu vực Bình Trưng, rồng ông Tố, Thủ Thiêm. 3 ngày đêm ngoan cường. Trước nhiệm vụ đột xuất, trưa 26 tháng 4 năm 1975 ba đơn vị D-81 tiểu đoàn 81, Z-22, Z-23 gặp nhau giữa đồng bưng, lập ra ban chỉ huy gồm các đồng chí Bảy Ân, Tư Một, Tư Thinh và Hai Kiện. Tối cùng ngày, tổ trinh sát lên đường tiếp cận vẽ sơ đồ mục tiêu, vị trí lực lượng địch. Sáng 27 tháng 4, kế hoạch tác chiến được thông qua, phương thức đánh là chiến thuật đặc công kết hợp với cường tập. Cụ thể, Z-22 và Z-23 do đồng chí Tư Thinh chỉ huy đảm nhiệm tấn công đầu cầu phía Bắc, còn D-81 chiếm đầu cầu phía Nam. Quyết tâm thư được hơn 200 cán bộ chiến sĩ khẳng định, toàn thể cán bộ chiến sĩ D-81, Z-22 và Z-23 kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ đánh và giữ cầu rạch chức, dù phải hy sinh đến đồng chí cuối cùng. Giờ nổ súng được ấn định là 3 giờ 30 phút dạng ngày 28 tháng 4. Chiều 27 tháng 4, cán bộ chiến sĩ bắt tay vào công tác chuẩn bị. Ông Mai Thế Vinh, cựu chiến sĩ thuộc Z-23 nhớ lại mỗi người tự gói cho mình 16 quả thủ pháo, hai trái lựu đạn, những đồng chí bắn B-40, B-41 mang 10 trái đạn, ai sử dụng súng ấp và các loại vũ khí khác cũng phải mang thêm 3 quả đạn B-40, B-41. Hậu cần lo cho mỗi người hai nắm cơm, hai hộp sữa, một túi thuốc cá nhân. Nửa đêm trời tối như mực, các chiến sĩ đặc công mặc độc trước quần xà lòn. Người chát đầy bùn, súng đạn cuốn quanh mình âm thầm vượt sông, băng qua đồng bưng tiếp cận trận địa chú Trần Xuân Kiện bí danh hai kiện, nguyên tiểu đoàn trưởng D81 kể, 3 giờ sáng, các chiến sĩ đã áp sát mục tiêu chờ khai hỏa. Bỗng nhiên một chiến xa của quân Ngụy Tư hướng Sài Gòn lao đến sát nơi ém quân, buộc lòng tao phải dùng ngọc bắn chặn. Trước tình huống bất ngờ, tôi hạ lệnh cho 60 khẩu B40, B41 đồng loạt tập kích vào các mục tiêu của địch. Các chiến sĩ tấn công ảo ạt vào bót gác, lô cốt, trại lính, hàng chục tên địch bị tiêu diệt số sống sót hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Đầu cầu phía nam trở thành biển lửa và nằm trong sự kiểm soát của quân ta. Hai quả bom địch cài dưới gầm cầu bị các chiến sĩ vô hiệu hóa. Lúc này, cầu phía bắc, Z-22 và Z-23 cũng đã tiếp cận. Ông Nguyễn Đức Thọ, chiến sĩ thuộc Z-23, người được phân công bắn quả đạn đầu tiên diệt tháp canh, nói Tôi bắn quả B-40 đầu tiên nhưng do sợ vướng lưới thép gai nên hướng nòng lên quá cao, chật mục tiêu sau đó tôi đứng thẳng dậy bắn tiếp qua thứ hai làm sập một góc tháp canh, khẩu đại liên trên đó im bặt. Các mũi tiến công đồng loạt dùng thủ pháo, lựu đạn ném vào lô cốt. Địch chống trả quyết liệt. Các chiến sĩ D-81 ảo lên mặt cầu đánh sang phía bắc hỗ trợ. Đến gần 4 giờ sáng chúng ta đã chiếm được cầu rạch chiếc. Ngay sau khi làm chủ cầu, quân ta tiến hành đảo công sự, củng cố trận địa, chuẩn bị đánh địch phản kích. Bị tấn công bất ngờ và để mất cầu, địch điên cuồng dùng pháo tầm xa từ căn cứ sóng thần, khu liên trường Thủ Đức, nhân trạch bắn như giã gạo với đủ loại đạn chụp, đạn xuyên, đạn đinh. Trên trời, từng bảy trực thăng kéo đến thi nhau bắn như vái chấu. Dưới sông Cano chạy xé sóng xả đạn vào đội hình của ta. Cuộc chiến đấu rằng có đến gần trưa, quân địch phía Thủ Đức kéo vào, từ Sài Gòn áo ra với sự hỗ trợ của xe tăng, thiết giáp ngày một đông. Quân ta rơi vào tình thế khó khăn, vũ khí, lương thực cạn kiệt tiếp tế không có. Nhiều chiến sĩ thương vong cần cứu chữa, ban chỉ huy ra lệnh tạm thời lui quân về củng cố lực lượng, chỉ để lại một ít bí mật bám trận địa. Quyết phải chiếm lại bằng được cầu dạch chức, đêm ngày 28 tháng 4 hơn 100 cán bộ chiến sĩ tiếp tục bí mật tiến vào. Rút kinh nghiệm, lần này ngoài dùng hỏa lực đánh các mục tiêu địch án ngữ, ta triển khai đánh trên cả ba hướng, Bắc, Nam và Tây, nơi có giang thuyền của ngụy quân, đồng thời bảo đảm thông suốt để tuyến sau chi viện thuận lợi. Sau khi chiếm lại được cầu rạch trước, địch bố trí lực lượng rất đông với hỏa lực cực mạnh, nhưng trước sự phản công như vũ bão của quân ta, chúng hoảng loạn bỏ chạy, ta nhanh chóng làm chủ cầu. Công sự, vũ khí, chiến lợi phẩm của địch lập tức biến thành của ta để bảo vệ trận địa. Suốt ngày và đêm 29, địch tổ chức bảy lần phản công nhưng hơn 100 chiến sĩ đặc công biệt động đã chiến đấu xuất sắc đẩy lùi. Sáng sớm 30 tháng 4 quân địch thảm bại ở các chiến trường dồn về xa lộ Sài Gòn Biên Hòa đến cầu rạch trước bị ách lại. Địch cố gắng phản công để về Sài Gòn nhưng trước sự kiên cường của Z-22 và Z-23, chúng phải vứt vũ khí, chút bỏ nón áo tìm đường tháo chạy. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 30 tháng 4, nghe tiếng xe tăng từ xa vọng lại. Các chiến sĩ đặc công nghĩ địch phản công nên chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tiếng máy nổ ngày một gần, trên tháp pháo của chiếc xe tăng đi đầu hiện ra ngôi sao năm cánh và lá cờ quân giải phóng. Không ai bảo ai. Các chiến sĩ đồng loạt nhảy lên mặt cầu ôm nhau sung sướng hô vang. Quân ta tới rồi. Quân ta tới rồi. Chiếc xe tăng dừng lại. Đồng chí Tư Thinh bước đến báo cáo đồng chí Tống Viết Dương chỉ huy lữ đoàn 316 vừa từ xe tăng bước xuống. Báo cáo. Đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn xe tăng rầm rập lao qua cầu dạch trước trực chỉ dinh độc lập. Nhiều cán bộ chiến sĩ D-81 tiếp tục nhận lệnh theo đại quân tiến vào Sài Gòn. Z-22 Z-23 bố trí thành từng tiểu đội bảo vệ nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy nhiệt điện Thủ Đức. 11 giờ 30 cờ quân giải phóng phất với bay trên dinh độc lập. Cầu dạch chiếc đã đi vào huyền thoại. Giờ đây, cầu dạch chiếc đang xây dựng lại to đẹp, đàng hoàng. Xung quanh, những khu dân cư mới với nhà cao tầng đua nhau mọc lên biến vùng quê đồng bưng xưa thành đô thị hiện đại. Tại nơi này, 38 năm trước, sau 3 ngày đêm chiến đấu kiên cường, hơn 200 chiến sĩ đặc công biệt động đã làm nên thắng lợi giòn giá, chiếm giữ và bảo vệ an toàn cây cầu huyết mạch, mở thông cánh cửa phía đông đón đại quân tiến vào dinh độc lập. Để có được thắng lợi ấy, 52 chiến sĩ đã hy sinh. Nhiều người còn nằm lại vàm rạch chiếc, hàng chục chiến sĩ bị thương. Trận đánh cầu rạch chiếc đã đi vào lịch sử, là trận đánh quyết liệt cuối cùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mr. Pity hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.